xác định được mục tiêu của mình là cái gì, mình cần cái gì, mình muốn cái gì, nên là mình đã học, thực sự là mình học từ đúng là từ một cái cốc rỗng để mình có thể mình đổ đầy nước vào và đổ đi để mình tiếp nạp thêm các kiến thức mới. Thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng kết nối với nhau, cùng là cởi mở tấm lòng với nhau, và rất là cảm ơn một cái người dẫn đường là thầy Cương để có thể giúp đỡ các chị em kết nối được với nhau nhiều hơn và gia tăng được nhiều kỹ năng hơn ạ. Em cảm ơn. Ok, xin cảm ơn chị Nhung. Rồi, khi nói thì chúng ta mới thấy họ nói hay đúng không? Uầy, hay quá. Thế là nên chúng ta phải tập quen. Thực ra thì sân khấu thì nó giống, nó là kỹ năng mà. Chúng ta năng nói thì chúng ta sẽ quen dần thôi. Và chúng ta càng chia sẻ được, chúng ta càng cảm thấy gần gũi hơn. Và chúng ta càng cảm thấy mình hữu ích hơn. Và thêm hai chia sẻ nữa đi. Hai chia sẻ nữa trước khi chúng ta đến với một cái trải nghiệm. Và ngày hôm nay hơi mệt một tí, nhưng mà các anh chị cần phải trải nghiệm, bởi vì nó cần điều đó. Rồi, xin mời chị Hà trước. Rồi xong chị Hà kia. Thôi, hai người nữa. Có ba người nữa cho chị Trang ở Đà Nẵng lên nha. Mình xin chào tất cả mọi người. Mình cũng xin tự giới thiệu mình là Hà. Nói chung là mình cũng không muốn giới thiệu thêm cái gì hết. Mình chỉ giới thiệu tên của mình thôi. Bởi vì mình đến đây với tâm thái là muốn học hỏi tất cả những người xung quanh. Và đặc biệt là mình đi học với là cái đầu rộng. Và mình sẽ chỉ muốn là dung nạp và mình sẽ quan sát tất cả để mình có thể cảm nhận ra được nhiều điều thôi. Và ở đây mình cảm nhận được sau 2 ngày học thì mình cảm thấy một cái điều mà mình nhận ra lớn lao nhất đấy chính là sự cho đi của thầy rất là lớn. Chốt sale nhưng không chốt sale. Và cái điều mà mình cảm thấy là trước đây mình đang mắc phải một cái sai lầm đấy chính là có những lúc mình có thể cho đi hệ thống của mình rất là nhiều, nhưng đối với những người ngoài kia mình lại có thể giữ lại ở trong bản thân mình và mình không cho đi được nhiều những người khác. Và hôm nay chính thầy đã thức tỉnh mình. Mình đã cảm thấy là mình cần phải cho đi nhiều hơn, bởi vì mình nhìn thấy thầy là một cái tấm gương sáng để cho mình có thể noi theo. Bởi vì thầy cho đi quá lớn, quá nhiều. Từ những cái khâu chuẩn bị của thầy nó rất là lớn, bởi vì so với cái số tiền chúng mình bỏ ra ngày hôm nay thì thầy cho đi gấp trăm gấp ngàn lần hơn những số tiền của mình bỏ để đi học ngày hôm nay. Mọi người có công nhận điều đấy không? Hãy cho thầy một tràng vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Đây là điều mình nói rất là thật tâm. Và cái điều mà mình cảm nhận được rằng là khi thầy có thể, ví dụ hôm nay mình thấy thầy cho đi nhiều như thế đúng không? Ngày mai có thể thầy có những cái chương trình lớn hơn, thầy có những khóa học đắt tiền hơn, có thể là mình tự đăng ký và đi học, chứ không cần thầy phải chốt bất kỳ ai. Và mình rất là thích cái điều này. Còn ví dụ chẳng hạn giống như mọi người có những người đi học với tâm thái là một chiếc đầu rộng và chúng ta chỉ đi học là để đi học thôi. Chứ còn nếu như chúng ta có một ai đấy mang trong mình cái tâm thái rằng là chúng ta sẽ đi chốt sale một ai đấy, thì Hà khẳng định với mọi người rằng không bao giờ chúng ta có thể chốt được. Bởi vì tất cả ở đây chúng ta, những người xung quanh đây đều là những boss rất là khủng. Mà những người phải là trụ cứng như thế nào họ mới đi học ở cái lớp như thế này. Nên Hà khẳng định không bao giờ chốt. Và chúng ta, Hà cảm nhận ở trong cái lớp mình là có một cái gì đấy mọi người ai cũng là rất là bình đẳng, bình thường, bình dân với nhau. Cho dù mình không cần quan tâm là ở ngoài kia anh chị có giỏi như thế nào, nhưng ở đây chúng ta là người cùng một lớp và chúng ta đã là một người cùng một nhà. Bởi vì ở đây chúng ta cùng chung một chí hướng, để chính là phát triển bản thân mình. Và Hà rất là thích cái điều này ở trong cái lớp của mình luôn. Và điều thứ hai mà Hà muốn cảm nhận và xin gửi lời cảm ơn đến cô Huyền nữa. Thật sự hôm nay cô Huyền đã làm Hà là suýt, thật sự là khóc, suýt khóc và rơi nước mắt. Bởi vì Hà cảm nhận là kể cả thầy Cương đã cho đi rất là nhiều rồi, nhưng cô Huyền hai ngày phụng sự thầy đúng không? Là cô cũng đã cho mình rất là nhiều. Mà mình cảm tưởng trước đây mình cũng đã đi học khóa bậc thầy sân khấu. Mình đã từng đi học khóa bậc thầy sân khấu nhé, nhưng mình không nói tên ra cái thầy dạy của mình thôi. Nhưng mình đã từng đi học khóa bậc thầy sân khấu, thì mình cảm tưởng là hôm nay chính mình đã học chuyên sâu hơn về cái cách mà có thể giữ âm lượng như thế nào, âm như thế nào và tốc độ nói ra làm sao để mình có thể làm chủ được cái sân khấu của mình. Và đây là một cái giá trị mà có thể các bạn chỉ nghe được rằng là cô Huyền có thể bỏ ra 200 triệu để đi học, nhưng chúng ta sẽ không biết được rằng là cô đã phải rèn luyện vất vả như thế nào và khoảng thời gian và hoàn cảnh của cô như thế nào để cô có thể vượt qua được những ngày đấy và đem cái giá trị này để về trao cho mình. Nhưng trước khi Hà đi học, Hà đã biết được là hoàn cảnh của cô Huyền là như thế nào này, của thầy Cương là ra làm sao này. Bởi vì mỗi một khóa học Hà đều tìm hiểu về những người thầy của mình đầu tiên, gốc rễ của họ là như thế nào để Hà chọn người thầy để Hà học. Chứ không, Hà không bao giờ, bởi vì trên thị trường Việt Nam mình có rất là nhiều người thầy, nhưng Hà luôn luôn chọn những người, ví dụ giống như thầy Cương nói rằng là thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Đây là em cũng chỉ có xin nói một tí, bởi vì là khi mà Cương hướng đến rằng là tất cả chúng ta đều chọn một cái cuộc sống để chính là sẽ là sự an yên đúng không?
ta, chứ thầy Ngọc cũng là Hà đã từng đi học và Hà luôn luôn chọn cái phong thái cho dù chúng ta ở ngoài kia có giàu có hay có bất kỳ một cái gì đi chăng nữa, thì cái nồi tức là ở bên trong chúng ta sẽ toát ra được hết toàn bộ bên ngoài và trái tim sẽ tròn đến trái tim. Cho dù bạn có là danh vọng, tròn danh vọng hay tròn bất kỳ cái gì nữa thì chúng ta cũng chỉ hướng đến rằng là sự cho đi và cống hiến và là thật sự biết ơn thầy và cô hai ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hà. Vâng, cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Xin cảm ơn. À, cái điều đó là điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà được thực hiện cái chương trình này. Đúng không ạ? Và rất là cảm ơn các anh chị. Xin mời chị Hà, một người cũng giúp mà cũng khá nhiều anh chị đến với lớp. Xin chào chị Hà và chào vỗ tay. Tôi thì gặp chị Hà trong một cái chương trình tôi kết hợp với một chuyên gia đào tạo về spa hàng đầu Việt Nam hiện tại là anh Nguyễn Xuân Nam, và tôi gặp chị Hà trong cái chương trình đấy, và nhờ chị Hà thì chị cũng kết nối cho tôi được thêm các chị em chủ spa ngoài Bắc để đến với lớp này, nên là rất là cảm ơn chị Hà. Cảm ơn Cương ạ. Xin chào mọi người ạ. Mà tôi xin giới thiệu lại cái tên của mình để cho mọi người nhớ tên hơn. Tôi tên là Hà, tôi đến từ Bắc Ninh. Và tôi biết Cương là qua một cái khóa học là kinh doanh spa chuyên nghiệp của thầy Nguyễn Xuân Nam. Và Cương là làm MC đầu giờ cho thầy Nam. Và khi mà Hà ấn tượng nhất đối với Cương là cái buổi mà Hà làm building, team building ở ngoài bờ biển lúc mà 5 giờ sáng. Và cái ở không cái thời tiết ở Đà Nẵng thì nó rất là nắng và phải lăn lê trên cát thì nó rất là rát. Thế nhưng mà Cương đã trao được cho cái năng lượng cho đội nhóm của Hà, nên là mọi người đã vượt qua được cái sự khó khăn, sự sợ hãi khi mà mình phải phơi nắng ở ngoài trời để hoàn thành tất cả những cái bài tập mà Cương đưa ra. Và nên Hà đã quyết định rằng là đây là một người thật là tuyệt vời để mình có thể học hỏi. Và khi Cương nói là chị ơi em có ra ngoài Bắc và em có một cái lớp bậc thầy sân khấu thì chị có đi học không? Thì bản thân Hà là và chị Hương là một người rất là thích học hỏi, nên chưa hề là quan tâm đến giá và nói là Cương ơi cho mình đăng ký nhé. Và mình thì khi mà mình đi học thì mình không bao giờ mình muốn đi học một mình. Và mình đã nhớ rằng là các trong cái lớp kinh doanh spa chuyên nghiệp của mình có các anh chị spa ở ngoài Bắc, và họ cũng đang rất là tự ti và họ cũng có một cái nỗi sợ hãi khi mà đứng trên sân khấu. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà Hà đăng ký cái lớp bậc thầy sân khấu này thì Hà rủ mọi người đi ạ. Mọi người hỏi Hà là ô em làm spa mà em có liên quan gì đến sân khấu đâu mà em đi ạ. Và Hà có chia sẻ với mọi người là cái bậc thầy sân khấu ở đây nó không chỉ là cái về cái kỹ năng đứng trên sân khấu, mà cái kỹ năng mà mình vượt qua cái nỗi sợ hãi thì để mình áp dụng. Cái thứ hai nữa là về cái giỏi nhất của Cương, đó là kỹ năng đào tạo đội nhóm và kết nối đội nhóm, thì là đấy là một cái điều mà cần mà các chị phải học. Và Hà cũng rủ được rất là nhiều anh chị đến lớp học này, và Hà muốn là cái lớp học tốt thì Hà muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người để cho mọi người cùng tốt hơn. Và khi mà được Cương đưa vào cái nhóm mà bậc thầy sân khấu thì Hà thấy rằng là trong cái nhóm này có rất là nhiều các anh chị bót tổng, họ cái thu nhập một năm nên rất là nhiều tiền, và hầu hết là những người là những doanh nhân. Thì Hà luôn ban đầu mà khi Hà vào nhóm ấy thì Hà bảo ôm liệu Hà vào trong cái nhóm này mình có hòa đồng được với mọi người không, bởi vì bản thân mình chỉ là một cái spa nhỏ thôi, thì liệu là mình vào cái lớp này mình có hòa đồng và mình có học hỏi được điều gì không. Thế nhưng khi mà Hà đi học thì Hà luôn nghĩ rằng là Hà chỉ là một học sinh để đi học, bắt đầu để học hỏi thôi, chưa biết điều gì cả. Khi đến sân khấu này thì Hà luôn là một cái cốc ly nước rỗng ấy, và luôn muốn là cái người trao giá trị cho mình và để thành một ly nước đầy. Và cái điều mà Hà học hỏi nhất được trong cái hai ngày vừa qua là cái đội nhóm ạ. Và cái đội nhóm của Hà thì có chị Châu là một boss rất là lớn. Thế nhưng mà khi mà làm việc với nhóm thì chị luôn hết mình và chị luôn rất là gần gũi, luôn chỉ bảo cho các em làm như thế nào để chúng ta được hoàn thành bài tập tốt. Thì em cũng rất là cảm ơn chị Châu. Qua hai ngày qua thì em đã học hỏi được chị rất là nhiều, và cũng cảm ơn mọi người trong nhóm Diamond đã chia sẻ cho nhau và kết nối và yêu thương nhau qua những hai ngày vừa qua. Và đặc biệt hơn là cảm ơn Huyền, buổi học ngày hôm sáng hôm nay thì thấy rất là giá trị, bởi vì
Thực ra là Hà cũng tự tin, nhưng mà Hà khi mà Hà quay livestream hay là quay video ấy, Hà nghe lại cái giọng nói của Hà, Hà thấy chua ấy là chua luôn. Và Hà thấy mọi người nói là giọng của Hà cũng ok mà, nhưng mà bản thân mình nghe thì mình thấy là rất là chua. Thế nhưng mà khi ngày hôm nay được Huyền chia sẻ về cái kỹ năng để nói làm sao cho nó truyền cảm, kỹ năng nói làm sao để cho thu hút mọi người và mình làm chủ cái sân khấu, thì Hà thấy rất là điều tuyệt vời. Hà xin chân thành cảm ơn đến Huyền đã trao những cái bài học giá trị, trao những cái kinh nghiệm của mình bao nhiêu năm, rất là phải trải qua rất là nhiều tiền để có một bài học đấy, nhưng mà Huyền đã trao đi tất cả, trao đi những cái giá trị tuyệt vời nhất đến cho tất cả các anh chị chúng ta. Và chúng ta hãy dành cho vỗ tay cho Cương và Huyền một tràng vỗ tay lớn lớn được không ạ? Ok, rồi, xin cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Rồi, một người cuối cùng trước khi chúng ta đến với trải nghiệm khác nhau. Giờ chị này thì bay rất là xa từ Đà Nẵng vào, cũng giống như bạn Lan từ Sài Gòn thì chị cũng đi một mình từ Đà Nẵng vào. Xin và cũng là một người mà khi Cương vào Đà Nẵng thì cũng tới ghé nhà chơi và cũng có ghé thăm spa và đào tạo cho đội của chị một lần. Đấy, nên cho chị một tràng vỗ tay. Xin mời chị Trang. Chào thầy Cương, chào cô Huyền, chào tất cả các anh chị. Thì mình xin giới thiệu là mình là Trang, mình đến từ Đà Nẵng, mình là làm bên spa. Spa của mình thì chuyên về điều trị nám và giảm béo. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái cảm nhận sau 2 ngày học. Thì trước hết thì mình cũng cái duyên tới được biết với Cương là qua đi học khóa chuyên nghiệp của thầy Nam. Thì gặp Cương, gặp thầy Cương là trong cái lúc mà đào tạo như chị Hà đã chia sẻ về cái buổi mà trải nghiệm vào buổi sáng về các cái hoạt động nhóm, thì trong đó có các cái hoạt động về nhóm là mình cảm thấy lúc đó là năng lượng của mình nó được kích lên và mình có được cái năng lượng mình trao đi giá trị cho tất cả các cái bạn nhân viên. Và sau cái buổi đó thì bạn Cương là cũng bị delay nên nó là có ở lại Đà Nẵng một ngày, nên là xin thầy Cương là cho đi cái giá trị trường cho tại cái phòng đào tạo rất là nhỏ bé của mình. Mình nghĩ lại là lúc đó mình chẳng biết, mình cũng không có tìm hiểu là thầy Cương là thầy nào, biết thầy là làm cái gì, là thầy ở đâu thì cũng chẳng biết nữa. Không hề biết, thầy biết là thầy Cương rồi có trong cái là ấy, trong cái chương trình của thầy Nam thôi. Nên đó là khi mà mình nghĩ lại á, thầy lúc đó thì chỉ có thực sự là có ít, rất là ít anh chị gấp quá. Cái thứ hai nữa là cái phòng thì nó nhỏ bé, không được chỉnh chu rồi như thế này, nó chỉ có CC thôi. Mà thầy còn cho đi giá trị rất là nhiều. Nên đó là xin cảm ơn thầy. Thì buổi hôm đó và buổi hôm đó thì thầy Cương nó là có cái lớp mà đào tạo về bậc thầy sân khấu. Thì bản thân của mình là xuất phát từ là người là dân văn phòng thôi, nên đó là tất cả có cái